Cukup mendiri my phone lah. Bên kia nó cũng đi đi nó may mắn đấy, nó phạt đồng hồ nó không chạy nữa. Nó cứ số 0 bên kia. Mình phải ghi lại hình nó có là nó không bắt mình gì. Bên kia họ bảo làm kia rồi. Mình cứ đứng đây chờ nó. Thôi mình đi, họ cũng đi rồi kìa anh nhỉ. Đi đi. Ờ, chẳng hiểu thế nào. Mình đi, họ cũng đi rồi nhỉ. Thôi đi đi. Đèn đây nè. Không nhảy mình nữa, tiên phong đi là. Anh biết là bên này đỏ rồi, họ đứng lại để kia thấy anh đi đi. Không. Đây, chỗ này là đỏ rồi, bên kia này họ đỏ rồi này. Thì mình đi đi, ở giờ, ở bên kia họ đỏ rồi, họ đứng lại rồi, xong mình lại ấy. Tất cả đều đỏ hết rồi mà. Thì thế vậy, thì mình cứ thế mà đi thôi. Thấy chưa? Giờ nào đèn xanh đèn đỏ đây nó bị làm sao vậy? Kệ nó. Đợi hàng 5-6 phút mà không được. Tắt đằng sau rồi. Tại anh đấy. Nhưng mình trở thành ra là kẻ đi để vượt đèn đỏ mất. Thì chẳng vượt thì bây giờ biết làm nào. À, nó cứ thế số không. Nó họ cứ đi thôi. Nó làm sao đâu. Chả cần công an cũng được. Sao nó treo cái vòng hoa lên cái đèn đỏ. Anh đúng một tay hết chỗ rồi. Kiếm đỏ.